Cho các bạn mình nghĩ lại rồi, mình sẽ tặng thêm một bộ giải thưởng cho một cái người chiến với lại cái 500 ghi nữa. Tức là bây giờ mình sẽ bốc cho người nào chơi game đúng luật, tức là vừa share vừa comment luôn. Nếu bạn nào mà không share thì sẽ không được, mình bốc lại. Bây giờ mình sẽ tiếp tục bốc thăm, bốc random. Đây, mình sẽ vẫn từ số 1 cho đến 2348, mình sẽ đánh đích generate lại, tạo ra một số khác. Số 1219. Và nếu mình đến comment 1219 á, mà bạn đó không có share thì mình bốc lại. Chính là bạn Thạch Xanh C5 và bạn này có xe. Bây giờ mình sẽ lên Facebook xem bạn đã có xe công khai không. Đây là các bạn thấy là lên, thấy bạn xe lên đây. Đây là đây, bạn này là người may mắn. Đây là chúng ta có hai người và mình sẽ giao giải cho cả hai người luôn. Sáng sáng xin lỗi lại quên mất tích rồi. Đây Thanh Sang C5 hệ thống tinh tế này nó tạo hội thoại không hay lắm. Thanh Sang và xin cảm ơn, vậy là mình đã thông báo cho hai bạn cũng cái đó. Chúc bạn vui vẻ.